Bây giờ là 9 giờ 36 phút sáng. Mình vừa mới ngủ dậy và bây giờ mình sẽ đi xuống cửa hàng tiện lợi để ăn sáng. Để xem hôm nay cửa hàng tiện lợi có gì nhá. Đi thôi. Hôm nay mình sẽ ăn ở GS25. Trời hôm nay nắng quá. Đây cơm rất là dẻo luôn đấy. Kim bắp cá ngừ này mình rất là thích luôn. Cá ngừ thì rất là béo bùi, không có bị tanh nha mọi người. Cơm thì dẻo cực kỳ luôn. Và trong bữa sáng thì ăn như thế này thấy rất là ok. Nếu mà mình muốn lấy một quả thì mình bắp trên này, còn mình muốn lấy nhiều thì mình bắp ở dưới này. Wow, thật là hay quá đi. Cái trứng cút hương khói này mình thấy ngon cực kỳ luôn. Nó hơi mặn, nó kiểu độ thơm bùi, không có mặn quá, nó rất là vừa miệng luôn, ăn cũng giòn giòn nữa. Nói chung là mình lần đầu tiên mình ăn mà mình thấy ngon cực. Bữa sáng cướp. Hello mọi người, bây giờ sẽ là buổi trưa 2 giờ chiều và mình sẽ đi xuống cửa hàng tiện lợi lại tiếp tục ăn trưa nhé.